có cái gì ở trong nha. Nghe anh ấy nói chị có cơm, rồi có gà, rồi có ớt, rồi hành, rồi tùm lum hết. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Mùi thơm quá, mùi thơm quá. Cái này là nướng than nha các bạn. Nướng than nha. Oh man, look at this. Yeah, yeah. Nướng than nha các bạn. Y hệt như bên Việt Nam mình vậy đó. So you only here on Saturday and Sunday? Sunday after 11:30. Oh, okay. Today with us. So I see you here every week. Yeah. But today, here. Yeah, I want to try it, you know. Yeah, well, thank you. Yeah. It thank smell you. Good, huh? Yeah. You're gonna like it. Tastes yeah. good too. Oh yeah. I love barbecue. Oh yeah. I'm buying my lunch. Hey, we have no electric over there today. What happened? Somebody hit the pole. It's three hours already. We don't have any electric. I know. Yeah. Nobody has electricity. Oh yeah. Wanna say hi to everybody? Hey. Yeah. It smells good. Oh, it is good. That's what I'm eating my lunch. Oh yeah. All right. Nice seeing you. Say okay. Hello to your wife. Yes. See you later. Yeah. Bye. Hello quý vị khán giả và các bạn thân mến nha. Thì hôm nay trong cái khu vực tiệm nail của mình á, bị cúp điện. Có một người nào đó chạy xe đó rồi ủi vô cây cột đèn. Cho nên cúp điện nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa có điện. Cho nên không làm khách được, không kiếm tiền được. Cho nên bây giờ mình phải đi xài tiền. Đi qua bên phía bên kia đường kìa, có một cái người nào đó người ta đậu bên đường giống như bán lề đường với các bạn, barbecue. Hôm nay mình sẽ đi qua bển để mình mua barbecue về mình ăn. Mời các bạn theo dõi các clip nha. Tôi này sẽ chia sẻ lại với các bạn là cái anh chàng người Mỹ này ảnh đậu xe giữa đường để mà nướng thịt để bán. Ok, so what do we have? Whole chicken with rice, cooked rice, cooked beef. Okay, and then what the sausage or no? No, that's on the side, that's extra, but that's not a complete one. Okay. And then I don't have any more, but okay. If you want that piece, I'll give it to you for extra, that's fine, no problem. So, just let me have, you know? You don't? One lunch. One plate for one person? Yeah. Do you want the sausage? Maybe no. Just chicken, that's it. Just chicken? Yeah. You sure? Yeah. Okay. It's gonna be 5 to 10 minutes, so no problem. Yeah, I need to make one plate and then next. Good. All right. Yeah. Thank you. I just made the video. Okay. Hello các bạn nha, thì đây là cái anh chàng này là người, nó gọi là người bể đó các bạn. Anh chàng này thì ảnh đậu xe giữa lề đường, cái bằng lề đường đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Xe đang chạy nè, đó. Cái đó là cái đường tiệm nail của Tony ở bên kia đường đó các bạn. Thì thường thường là cuối tuần thứ bảy và chủ nhật anh chàng này lại đây đậu xe ngay tại đây nướng thịt bán. Ai thích ăn thì cứ ghé vào mua thôi nhé các bạn. Thì một phần ăn như vậy thì khoảng mình cũng chưa biết khoảng bao nhiêu tiền nữa, chút xíu nữa rồi mình trả tiền rồi các bạn sẽ biết nha. Thì để coi anh ấy nướng những cái gì. Đây nè các bạn, anh ta nướng gà, thấy chưa? Gà, và đây là ớt nè các bạn. Ớt nướng, hành nướng, rồi salsa là sausage. Nhưng mà anh ấy bán cái sausage hết rồi. Bây giờ chỉ còn có gà thôi nha các bạn. Đây chỉ còn có gà nướng thôi. Mình mua một phần. Thì để con hồi nói trong cái phần gà đó có cái gì ở trong nha. Nghe anh ấy nói thì có cơm, rồi có gà, rồi có ớt, rồi hành, rồi tùm lum hết. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Mùi thơm quá, mùi thơm quá. Cái này là nướng than nha các bạn. Nướng than nha. Oh man, look at this. Yeah, yes. Nướng than nha các bạn. Y hệt như bên Việt Nam mình vậy đó. So you only here on Saturday and Sunday? Saturday after 11:30.
Greece, that's it? Yeah, today, yeah. Where are you came from? Here. I don't know, I'm in this city or somewhere else? No, it's this city. Oh, yeah, okay. Yeah. I'm local, yeah. You local? Yeah. You want to say hi to everybody? Yeah, hi. So you local, yeah. Yeah. My nail shop over there, you see? My nail shop? Oh, nail shop, yeah. That's yours? Yeah, yeah, that's mine right there. Okay. Yeah. So I see you here every week. Yeah, but today, here. Yeah, I want to try it, you know. Yeah, well, thank you. Yeah, it smells good, huh? Yeah, you're gonna like it. Tastes good too. Oh yeah, I love barbecue. Oh yeah. You want rice and beans too? Yes, yes, okay, yes. I want rice, bean, and the chicken. Okay, perfect. Yeah. Hey, how are you, sir? Vậy là các bạn cũng nghe mình mới vừa nói rồi đó. Tức là trong cái phần ăn thì nó gồm có cơm rồi đậu và gà nướng, thì nó tóm lại thì cái món ăn này là của người Mễ nha các bạn. Người Mễ tức là gọi là người Mexico đó các bạn. Đây, người ta nướng bằng củi nha các bạn, củi nướng nè các bạn, đó bằng than á, bằng củi đó các bạn. Các bạn thấy xa bên kia đường là cái khu shopping của tiệm nail mình đó, đó bên kia đường đó các bạn. Các bạn thấy thời tiết ở thành phố Houston không? Nắng chan hòa rực rỡ nè các bạn. Bầu trời trong xanh gió mát, nắng chan hòa rực rỡ, đẹp quá, thời tiết tốt quá. Đây là nơi mà lý tưởng để sống đó các bạn ạ. Công ăn việc làm thì bao la bát ngát, lương thì ok, đồ ăn thì thôi khỏi phải nói, ăn gì cũng có nhé các bạn, uống gì cũng có, từ đồ ăn Việt Nam cho đến đồ ăn nước ngoài. Bây giờ mình xem coi anh ấy sẽ làm cái gì nha. Một phần ăn gồm có những gì? Giờ mình sẽ cho các bạn thấy khói lên nghi ngút nè các bạn. So you just chicken only sir, no sausage? We'll give you sausage, that's fine. Yeah. The plate is $8. Uh-huh. $8. Okay. I'll give you chicken and sausage. Okay. Yeah. What piece do you like better? What are you doing here? What's up, buddy? I'm buying my lunch. Hey, we have no electric over there today. What happened? Somebody hit the pole. It's three hours already. We don't have any electric. I know. Yeah. Nobody has electricity. Oh yeah. Wanna say hi to everybody? Hey. Yeah. It smells good. Oh, it is good. That's what I'm eating my lunch. Oh yeah. All right. Nice seeing you. Say hello to your wife. Yes. See you later. Yeah. Bye. Nè các bạn thông nè. Có cơm. Rồi nó có đậu, rồi bây giờ anh ấy sẽ bỏ gà vô cho mình. Nghe anh ấy nói là một phần ăn như vậy là chỉ có $8 thôi nhé các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ review cho các bạn xem coi ngon hay dở nha. Khói lên như nước rồi các bạn. Yeah, no power, 3 hours already. 3 hours. Yeah, 3 hours already, no power. Hôm nay thợ neo ở Mỹ ăn trưa dĩa hè, gà nướng dĩa hè. Các bạn thấy khói bay nghi ngút không các bạn? Đi thịt như bên Việt Nam mình nướng thịt đó các bạn. Giống như những quán cơm mà ở bên Việt Nam á, khi mà các bạn chạy trên đường á, các bạn thấy khói lên nghi ngút không? Đây, anh ấy đang làm cái phần cơm cho mình đây. Bạn
ăn đi lên. Onion and pepper? Yes. Yeah. Yeah. Onion and pepper. I like pepper. I like onion. $8 này các bạn. Chỉ có $8 thôi các bạn thấy không? Quá ngon này. Đầy đủ hết này các bạn. Yeah. Bây giờ gói lại rồi mình xách về nhà thế là xong. Rồi neo đi ăn trưa. Gà nướng dĩa hè ở Mỹ. Y hệt như bên Việt Nam đúng không các bạn? Đâu có gì đâu khác đúng không? Đó, thấy chưa? người Mỹ bên này đó, người ta thích bán những cái chiếc xe mà đậu vỉa hè để mà bán đồ ăn lắm nhé các bạn. Đó là cái phong tục của người Mỹ hay sao đó, giống như người Việt Nam mình vậy. Các bạn thấy đường freeway xe chạy quá trời không? Xe chạy quá trời, nắng đẹp quá, bầu trời trong xanh gió mát. Xíu nữa mình về tiệm mình ăn thử coi ngon hay dở nha. $8 thôi mà quá trời luôn. Here we go. I gave you a set of tortillas. Yeah, yeah, thank you. Only $8 rồi các bạn à. Chỉ có $8 Mỹ thôi các bạn. Có một phần ăn trưa mà hả hê. Thank you, buddy. Thank you very much. See you later. Yeah. Bye. Bạn ơi, bây giờ mình mua xong rồi, bây giờ mình đang trên đường trở về tiệm đây. Mình băng qua cái con đường này là tới tiệm mình rồi nha các bạn. Rồi mình ăn thử coi nó ngon hay nó dở, mình review lại với các bạn cho các bạn biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi các clip nha. Tí xíu nữa mình về tiệm mình mở ra mình ăn thử coi ngon hay dở. Hôm nay mình chia sẻ lại với các bạn là cái chiếc xe đậu dĩa hè bán thịt gà nướng của người Mỹ, đồ ăn Mỹ nha các bạn. Đây là buổi trưa bên Mỹ nha. Chỗ này người ta đang xây đường cao tốc các bạn á. Ta xây sắp xong rồi. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ thì Tony đã trở về tới tiệm nail rồi. Bây giờ Tony chuẩn bị ăn, Tony mới mở ra đây. Thì bây giờ Tony sẽ review một tí xíu cho các bạn xem trước khi mình ăn nha. Thì đây là đồ ăn của người Mỹ. Người Mỹ thì người ta gọi là Mexico, Mexican đó các bạn. Ok. Nước Mỹ là Mexico, còn người Mỹ là Mexican. Đây các bạn thấy không? Gà nướng đây. Còn cái này là cơm của Mỹ. Còn đây là đậu nè các bạn, đậu nè, đúng không? Đậu nè ha, rồi cái này là ớt nè. Thì thường thường người Mỹ á, người ta có những cái phong tục, những cái đồ ăn của người ta truyền thống thì thường thường gồm có ớt nè các bạn. Ớt này nè, chứ không phải ớt hiểm mình nha, ớt bự đó các bạn, ớt xanh á. Rồi hành nướng nè, ớt này cũng nướng. Gà nướng luôn, rồi cơm, đậu. Đây, cái bánh này là phong tục của người Mỹ nè các bạn. Đó, thấy chưa? Rồi đây là chanh.
Còn đây là bơ nè các bạn. Ví dụ nha, người Việt Nam mình ăn cái gì, ăn cái gì là cũng có, là cũng có nước tương nước mắm, đúng không các bạn? Còn người Mễ á, đặc biệt người Mễ là người ta ăn cái gì cũng phải có chanh và bơ nha các bạn. Chanh và bơ, bất cứ món ăn gì của người Mễ cũng đều có chanh và bơ nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì tiệm nail vẫn chưa có điện, cho nên Tony quay không được rõ lắm, các bạn có gì thông cảm cho nha. Hiện tại bây giờ thì mình không có đủ ánh sáng trong tiệm nail, tại vì cái khu vực này đang bị cúp điện, là tại vì có một người nào đó không biết là vì lý do gì mà chạy xe rồi ủi vô cái cục đèn, cho nên nãy giờ cúp điện 3-4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có lại đó. Cho nên Tony đi ra phía bên kia đường để mà mua gà nướng dĩa hè để ăn trưa ngày hôm nay. Và Tony làm một cái clip nhỏ nhỏ review lại với các bạn, cho các bạn xem cái món ăn của người Mễ. Các bạn thấy không đây? Có chanh nè, có bơ nè, đây là cái bánh của người Mễ nè các bạn. Đó. Chỉ có 8 đô la thôi nhé các bạn, chỉ có 8 đô la thôi. Các bạn có biết không, mỗi một quốc gia có một cái truyền thống, cái phong tục và đồ ăn đặc trưng cho cái quốc gia đó. Thì hôm nay mình ăn thử gà nướng dĩa hè của người Mễ. Nè các bạn nhìn thấy không, không có điện, tivi không có, đèn không có, mọi thứ coi như là ngừng trệ, không có hoạt động được. Bất cứ cái công việc gì trong đời sống của mình đa số là cần phải có điện, đúng không các bạn? Nhất là bên Mỹ này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chỉ có ăn thôi các bạn à, chứ không có làm nha. Không có điện nên không có làm, ăn. Thôi thì bây giờ sau vài phút Tony làm mất thời gian quý báu của các bạn. Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra một tí xíu thời gian để xem cái clip của Tony nha. Bây giờ Tony phải ăn rồi. Chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc nha. Nếu các bạn thích thì các bạn cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký và comment bên dưới các clip để chia sẻ những cái ý kiến, những cái đề nghị của các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn lại các clip sau. Bye bye nha. À, các bạn thấy cái đùi gà nướng không? Nướng bằng than đàng hoàng nha các bạn. Bye bye.